Dạ chào anh em đang xem bonsai lục tỉnh miền Tây. Bữa nay cây kiểu hồng hành hằng mình lên một clip mới, trong đó gồm có là chăn đỏ, chăn vàng, nguyệt quế, nguyệt quế, trà mi, khế gân, chăn sen, cây tùng, dưới một cây nho tứ quý, dưới hai phôi mai vàng. Để giao lưu anh chị em trên toàn quốc, số điện thoại vườn mình là 0939 906 192. Quê mình cũng ở Bình Tân, vừa qua cũng cảm ơn anh em rất nhiều ủng hộ mình và ủng hộ kênh. Rồi bây giờ mình tiếp lên clip mới là mã số 1 nha anh em. Mã số 1 là một cây nho thân gỗ. Cây nho này nho tứ quý nghe, trái 4 mùa. Cây thuần chậu. Cây này thân bự nghe anh em. Đó, anh thấy không? Nó trái là từ ha, từ gốc tới ngọn luôn ha. Đó, trái, cái bông nó nè, nước bông chuẩn bị là cho trái nè anh em ơi. Quá trời, cái cây này dữ lắm luôn. Nho cái này trái là tới gốc này nó cũng có luôn nữa đó. Rồi để mình đo thông số cho anh em xem ha. Chiều cao này mình tính cho 1m7 đi nha anh em. Mình đo không tới rồi mình cho tán ngang nó là cho 100 đi. Cây nho này thân lớn ha. Nho thân gỗ ít có cây lớn, mà cây này cây lớn nè. Thân mình tính cho 12 ha. Bởi hổm trái nó túc cũng dưới đây cũng có nữa nè. Quá trời à. Trái 4 mùa luôn. Dạ mã số 1. Số 1 này mình giao lưu với anh em là 2.700.000. Mình bao xếp cho toàn quốc cho anh em ha. Khi đi ha, mình bó bầu ha, cái chậu mũ này mình rút. Dạ, rồi xuống cây. Tiếp, mình tiếp là mã số 2. Mã số 2 là cây chăn đỏ lá nhỏ. Đó, mình lên đợt này là một cặp nha anh em. Chăn này 2 tầng. Đó, một cốt luôn. Một mâm, hai mâm với một chớp trên nha anh em. Đó, nó cho qua là ra đây tới Tết luôn đó. Rồi để mình đo ha, mình đo phỏng là chiều cao 1m rưỡi. Cái mâm dưới đây là 85. Cái mâm ở trên là 84. Cây này mình mới bứng ở trong mô ra nha anh em. Thân là 12. Để mình đo cái thoát thân của nó. Dạ thoát thân của nó là 20. Đó. Lâu lâu mới có về được hai cây chăn này, ít có lắm. Dạ mã số 2. Cái này mình giao lưu với anh em là 2.700.000. Mình bao xếp toàn quốc cho anh em luôn. Cái cây này xếp nặng tiền lắm anh em ơi. Rồi mình xuống cây. Dạ tiếp là mã số 3. Đó, cây chăn này nó nặng dữ lắm luôn rồi. Mã số 3 cũng là cây chăn đỏ lá nhỏ. Số 2, số 3 là ăn cặp đó anh em. Cây nhỏ hơi nhỏ lớn. Đó cũng một mâm, hai mâm với cái chớp chưa. Rồi để mình đo quen vòng nữa, mình đo cho anh em tham khảo ha.
cái này chiều cao cái cây này là chắc cỡ 1,6 m. Cái tán của nó là 100. Cái mâm dưới, cần cái mâm trên là cho 92. Cái cây này mà xếp tới miền Bắc cũng nhiều tiền. Dạ, thân của nó mình tính cho 16 nha anh em. Cái thoát thân của nó 18. Dạ, mã số 3. Số 3 này mình giao lưu với anh em là 3 triệu 200 ngàn. Mình cũng bao xếp toàn quốc cho anh em ha. Nếu mà anh em chốt được một cặp thì mình giảm chút đỉnh cho anh em ha, rồi mình xuống cây ha. Tiếp là mã số 4. Mã số 4 là cây trang vàng lá nhỏ. Cây này nó cũng phật bông lai gai nha anh em. Đó, rồi cái cây này mình cũng mua về mình chơi tới Tết luôn đó. Đó, cây trang vàng á, lâu lâu mới có hàng lớn nha, ít có hàng lớn này lắm. Rồi đây mình đo phỏng phỏng cho anh em xem ha. Mình đo không tới này, trừ trừ hao cho 1,7 m, 1,8 m gì đây anh em ơi, đo không tới rồi. Dạ, cái tán ngang của nó là 120. Đây mình đo ngay vị trí này anh em xem ha, là gần 16 ngay chân này là 21, cái thoát thân của nó là 12. Dạ, mã số 4 trang vàng lá nhỏ này mình giao lưu với anh em là 2 triệu 900 ngàn. Mình cũng bao xếp toàn quốc ha. Cái cây này xếp cũng nhiều tiền đó, rồi mình xuống cây khi đi mình bó bầu rút chậu. Cái này nó trơn, bỏ xuống đi. Tiếp là mã số 5. Mã số 5 chút bỏ xuống. Nhỏ số 5 là cây trang đỏ lá nhỏ. Đó, cái cây này mình bữa hổm mình lên liếm nó chưa ra bông, bữa nay nó ra ra lai gai đó anh em. Cái này dáng phân nhân ha. Rồi đấy, là mình đo thông số nha. Và chiều cao của nó là 66. Và cái cành gốc xuống đây là 47. Dạ, cái tán ngang nó 52. Dạ, thân nó là 13 phân. Dạ, mã số 5. Số 5 này mình giao lưu với anh em là 1 triệu 400 ngàn. Khi đi mình bó bầu cúc chậu ha. Cái chậu này sợ quá. Rồi mình xuống cây anh em. Này trơn lắm nè, rất là trơn nè. Hôm nay để tiếp là mã số 6. Mã số 6 bây giờ mình lên chăn sen Nhật anh em. Đó, đó, cây này bữa nay nó lú bông dữ lắm rồi nè. Rồi để mình đo thông số cho anh em. Dạ, chiều cao của nó là 29. Cành đỏ xuống đây là 33. Tổng hai tán này là 58. Dạ, thân mình cho 17. Dạ, mã số 6 giao lưu với anh em là 650 ngàn, khi đi xếp chậu được luôn. Dạ, rồi xuống cây. Rồi tiếp là mã số 7. Mã số 7 cũng là cái trang sen Nhật luôn. Trang sen Nhật dáng đổ nha anh em.
mấy cây này thiên nhiên, tàn thiên nhiên nha, không có cái tàn thiên nhiên của nó đó. Rồi để mình ấy. Dạ, chiều cao là 17, cái cành đổ xuống đây là 44, mình trừ hao cái này cho 13 nha anh em. À, nguyên cái củ nó muốn ăn cái đế ăn ra hết mặt bầu nè. Dạ, giao lưu với anh em là 600 ngàn khi đi xếp chậu được. Cái cây này xếp cả trăm mấy rồi anh em ơi. Tiếp là mã số 8. Mã số 8 cũng là cây trang sen Nhật. Cây trang sen Nhật đổ đổ luôn. Đó, cây. Rồi, mình đo thông số nha. Mình đo trừ trừ hao. Dạ, chiều cao là 29. Cái cạnh đổ xuống đây là 49. Hai cái tán này là 56. Này đo không được, mình đo ngay eo luôn nha anh em. 13. Còn cái cũ nữa nè. Cái đế của nó là 37. Cái cọng dây này có đâu à. Và mã số 8 giao lưu với anh em là 700 ngàn khi đi xếp chậu cho anh em nha. Tiếp là mã số 9. Ủa, 9 cái này ta. Tiếp là mã số 9 là một cây tùng la hán. Cây tùng la hán này nó có cái dáng đổ anh em. Cây này hả, mình cũng nuôi trong chậu cũng lâu rồi, cây già nua dữ lắm luôn rồi. Rồi. Dạ, chiều cao nó là 36. Mình đo cái cành đổ xuống đây là 52. Cái tán ngang của nó là 51. Cái này trừ hao cho 17 nha anh em, nó có cộng dây rồi. Dạ, cái cũ này là 44. Và mã số 9 giao lưu với anh em là 1.900.000. Cái chậu này mình xếp được không? Khi đi bó bò quốc chậu ha. Cái chậu mũ này nó dở nữa nè. Rồi mình xuống cây. Cờ tiếp là mã số 10, mình lên lên trà mi nha anh em. Trà mi tứ quý. Mã số 10 là cây trà mi tứ quý. Qua 4 mùa luôn. Dạ, chiều cao của nó là 80. Tán của nó 52. Đợt này mình lấy mấy cây lớn về nên em, còn cây nhỏ thì chưa có về, thân gần 7 phân. Này giao lưu với anh em giá là 700 ngàn, mình cũng bao xếp toàn quốc cho anh em á. Cỡ tiếp là mã số 10. Ủa, cái đó số 10 mà. Tiếp là mã số 11. 11 cũng là cây trà mi. Trà mi tứ quý, bông đẹp anh em ha. Đó, Tết mua một cây hai cây về chơi, cái bông nó đẹp ghê. Dạ, chiều cao của nó là 82. Tán của nó là 56. Dạ, thân của nó 10 phần. Cái này giao lưu với anh em là cũng 700 ngàn. Rồi mình xuống cây. Rồi bây giờ mình lên là phôi mai vàng anh em. Là mã số 12. 12 là cây phôi mai vàng. Phôi mai vàng này từ 5 cánh tới 7 cánh nha anh em. Cây nè. Cái nó có hiện tượng hơi xù nhẹ ha. Đó. Nhỏ mà nó già dữ lắm luôn rồi kìa. Dạ, chiều cao mình bố 54. Dạ, thân của nó là 28. Dạ, cái đường kính bầu của nó là 49. Ha,
cây nhỏ mà đế đều. Và mã số 12, Zalo Vinh em là 1.500.000. Mình cũng bao xếp toàn quốc ha, cái bầu này cũng mấy trăm ngàn rồi. Tiếp là mã số 13. Mã số 13 cũng là phôi mai vàng luôn, cũng từ 5 cánh tới 7 cánh. Cây này ha, chi cành mình để ha, về cho anh em mau chơi nè. Đó, đế đều cũng đều luôn, đế dạng đế như đế nôm. Mình ngon ngay chân vị trí này đi anh em, vị trí này là 84. Ngay chân vị trí này là 36 ha. Nè. 36 ở đây là cho 28. Nguyên cái củ này cái đế của nó là 79. Và mã số 13, cái này giao lưu với anh em là 2.500.000, khi đi mình bó bầu rút chậu ha. Rồi mình xuống cây. Rồi bây giờ mình lên khế gân nha anh em. Mã số 14. 14 là phôi khế gân. Đó, phôi khế gân này mini mình mới định hình ha, được nước dây rồi. Cái cành này mình áp nó gần mới áp nha anh em. Đó. Đây nè. Nó nhỏ mà nó già nè, cái này nó có dáng hơi bay nè. Và chiều cao của nó là 26. Hai cái tán này là 54. Ngay chân quỳnh thân nó là 30. Đế của nó là 55. Và mã số 14 cái này giao lưu với anh em là 1.100.000. Khi đi mình sẽ mình bao xếp toàn quốc cho anh em luôn. Và tiếp là mã số 15. 15 cũng là cái cục chim. Mã số 15 cũng là khế gân nha. Khế gân là khế chua, khế chầm, chùm đó. Ồ, cái cây này nó nặng dữ lắm anh em ơi, nó có cái dáng. Ui, trời trời. Cây này nó nặng dữ lắm, nó có cái dáng bay, nó nặng ghê luôn. Đây mình dính đi. Đó, cây khế gân. Này mình để cũng định hình được 2-3 nước dây nha anh em. Cây này nó có trái mấy mùa rồi. Rồi nha. Dạ, chiều cao của nó là 86. Mình đo tổng tán dài của nó ha, tổng tán dài của nó là 98. Cây này cái đế, cái thân của nó là 35. Dạ, cái đường kính bầu của nó là 37. Đó, nó già nên em bắt đầu nó nổi nu ha, nổi bánh u bánh cam hết trơn. Và mã số 15, khế gân này mình giao lưu với anh em là 2.500.000. Mình cũng bao xếp toàn quốc cho anh em ha. Rồi mình xuống cây. Tiếp là mã số 16. 16 cũng là cây khế gân luôn. Đó, cây này nó cũng, mình cũng đã định hình được nước dây nữa nè. Đó.
Cây này cũng trái mấy mùa rồi anh em ơi. Thì nó nổi để mình đo thông số rồi mình chỉ cái độ già nó cho anh em xem. Dạ, chiều cao của nó là 96. Chiều lên nó quay. Cái tán ngang của nó là 70. Dạ, thân của nó là 43. Để mình chỉ nó cái đế cũ của nó là 56. Nè, nó nổi bánh cam hết trơn nha anh em. Là cái độ già dữ lắm luôn rồi đó. Đế đều bốn mặt luôn, cái cũ nó đặt luôn. Và mã số 16 mình giao lưu với anh em là 4.100.000. Mình cũng bao xếp toàn quốc cho anh em ha. Khi đi ha, mình hơi ép tàn một tí nha. Rồi dạ, mình xuống cây. Dạ, số điện thoại giường mình là 0939 906 192. Quê mình cũng ở Bình Tân, Vĩnh Long ha. Dự cũng cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ mình và ủng hộ kênh. Mong anh em ủng hộ tiếp clip mới này của mình ha. Rồi bây giờ mình hết, bây giờ mình lên Nguyệt Quế nha anh em. Giờ mã số 17. 17 mua là Nguyệt Quế. Lá sắn da trắng bung chùm. Đó, cây này mình đã ấm nó ra chồi sống khỏe rồi. Cây này không có thẻo dít gì trơn anh em đó. Rồi mình đo thông số đem xem ha. Dạ, chiều cao nó là 84. Mấy cây này là về, mấy cái phôi này về anh em trồng xuống đất được luôn rồi. Dạ, thân nó là 42. Mình tính cho hạo hạo đây, cái củ đặc của nó. Thước này nó bỏ được rồi. Cái củ của nó là 46. Nó cây không có chày xước thẻo dít gì trơn ha. Và mã số 17 giao lưu với anh em là 1 triệu. Thôi 1 triệu 800 ngàn đi. Mình bao xếp cho anh em luôn. Cây này cũng hết 300 ngàn tiền xếp rồi. Đó. Tiếp là mã số 18. 18 cũng là phôi Nguyệt Quế. Nguyệt Quế lá trắng bông chùm luôn. Lá này lá dúng hết nha anh em. Mình đo phỏng chiều cao này đi. Phỏng chiều cao này là 1m29. 29, thân của nó là 31. Đường kính bầu nó 40. À, tuy cây nhỏ mà đế cũng đều ha. Và mã số 18 giao lưu với anh em là 1.100.000. Mình bao xếp cho anh em luôn. Rồi mình xuống cây. Tiếp là mã số 19. 19 cũng là phôi Nguyệt Quế. Lá dúng da trắng bông chùm. Mấy cái phôi này ít có thẹo dít gì chứ, sạch cây. Dạ, chiều cao của nó là 95. Dạ, hoành thân của nó là 26. Cái đường kính bầu là 38. Dạ, mã số 19 này giao lưu với anh em 800 ngàn. Rồi, mình bao xếp toàn quốc cho anh em luôn. Tiếp là mã số 20. 20 cũng là Nguyệt Quế da trắng luôn. Thôi đi chim clip sao đi. Cũng là mã số cuối clip nha nè. Cũng là mã số cuối clip hôm nay đi. Là cũng là Nguyệt Quế
da trắng luôn, lá dúng bông chùm. Dạ, chiều cao của nó là 85. Dạ, thân của nó là 28. Cái đường kính bầu nó ăn gần hết mấy ha, là 110. Dạ, mã số 20. Giao lưu với anh em là 1.200.000. 200.000 mình cũng bao xếp toàn quốc cho anh em ha. Cũng là mã số cuối clip hôm nay nha. Cuối clip xin chúc cho anh em ha, được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Số điện thoại giường mình là 0939906192. Quê mình cũng ở Bình Tân ha. Hẹn clip sau gặp lại và chào anh em.